Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ tới mọi người dự án nhận 1 triệu token BAC nhé. Đây là một token của game NFT nên mọi người không nên bỏ qua nhé, chỉ mất mấy phút thôi. Rồi ok, để tham gia vào dự án này mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó bấm vào Start làm nhiệm vụ chatbot. Các bạn bấm vào Continue, thực hiện phép tính. Rồi ok, bây giờ bắt đầu làm nhiệm vụ Join Telegram. Quay trở lại. Follow Twitter và retweet lại bài đăng. Rồi, quay trở lại. Các bạn bấm đăng nhé. Rồi, nhập username của Twitter. Tiếp tục vào mục coin switch để vote cho nó. Nếu ai chưa có tài khoản CoinSwitch này thì các bạn phải tạo một cái tài khoản CoinSwitcher này nhé để bình chọn. Rồi ok. Bấm vào để đăng nhập. Chọn tôi không phải người máy. Nhập mã captcha. Ok, bấm vote now. Rồi như vậy đó, ok, chúng ta quay trở lại bot. Chọn done. Rồi tiếp theo các bạn điền cái email mà các bạn đăng ký ở trên CoinSlipper nhé. Cái email mà đăng ký tài khoản ấy. Ok, bấm đăng. Tiếp tục nhập địa chỉ ví BSC. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Và đây là một cái kèo rất tiềm năng nên là mọi người đừng nên bỏ qua nhé. Đây là link tuyển rep nhé, mọi người có thể sao chép cái đường link này để đi mời anh em, bạn bè, hàng người thân để mình kiếm thêm những cái đồng token. Ok. Và cái số dư tài khoản nó sẽ được update cứ 6 tiếng một lần nhé. Rồi ok, như vậy là đã xong. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.